Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Lan hướng dẫn các bạn bài cha cha trên nền nhạc Kỳ Thập Mùa Xuân. Ở cái bài cha cha này nó rất là dễ, nó chỉ có một tổ hợp, trong đó bao gồm 4 bước. Mỗi bước gồm có 8 nhịp. Chúng ta sẽ đếm từ 1 2 3 4 5 6 7 8. Nếu bạn nào theo dõi muốn theo dõi được cái bài cách nhạc của Lan, các bạn hãy đẩy cái bài này lên. Mình sẽ để cái link kép nhạc ở mô tả. Các bạn hãy gõ vào đó để cùng theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của bài. Ở bài cha cha Kỳ Thập Mùa Xuân này chúng ta sẽ bắt đầu chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Như vậy là mình đã đi chi tiết toàn bộ 4 bước trong các bài cha cha Kỳ Thập Mùa Xuân này. Bây giờ mình sẽ đi nối liền cả 4 bước với nhau thành một bài hoàn chỉnh nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Như vậy là mình đã đi chi tiết toàn bộ cả 4 bước trong cái bài cha cha Kỳ Thập Mùa Xuân này. Sau đó mình sẽ đi nối liền cả 4 bước với nhau thành một bài hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ mình. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn.